Hít, trời ơi là trời, cái mùi hộp quà đã thơm gì đâu luôn ấy mấy bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world của các bạn đây. Ok bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để đập hộp gọi là mô hình mini world nha các bạn nha. Thì lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hộp. Ui, rồi xong làm màu chi rớt mất tiêu rồi. Thôi, chết nữa, hơi mệt quá. À, đến với hộp season 3. Hộp là mày bị điên. 3. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hộp season 3 nha các bạn nha. Đấy, thì mình đã mở hộp season 2 và season 1 ở những tập trước rồi. Thì bạn nào chưa xem có thể vào trong kênh mình để xem nha. Và lần này chúng ta cùng nhau đến với hộp season 3 nha các bạn nha. Và các bạn đừng quên là trước khi vào video này hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở hộp đây nào. Let's go. Thì vẫn như tập trước, chúng ta sẽ mở hộp. Lần này chúng ta sẽ có những cái hộp màu tím mấy bạn ơi. Hình như mình nhớ là season 1 là màu xanh này, season 2 là màu cam. Còn lần này chúng ta sẽ là màu tím nha các bạn. Đấy, nếu như bạn nào mà không biết á thì Camui gọi là rất là thích màu tím luôn. Và Camui lúc trước tính gọi là lấy màu tím làm màu chủ đạo, lấy làm màu cho skin nhân vật. Nhưng mà do là anh Dịch không thích màu tím cho nên là Camui quyết định đổi thành màu xanh lá cây các bạn ạ. Đấy, ok. Thì đây các bạn xem nè, đấy, rất là đẹp luôn. Vẫn là 8 hộp nha. Rồi bây giờ mình sẽ trưng nó lên nha. Rồi, ok, còn lại hộp không? Dục. Rồi, lần trước á bạn thì trong gọi là phần 2 á thì mình đã mở cái hộp đầu tiên là mình đã trúng được gọi là nhân vật đặc biệt luôn. Không biết lần này mở lần đầu tiên có trúng được nhân vật đặc biệt hay không đây nha. Đây, thì mình sẽ cho bạn xem đây. Ở chỗ này chúng ta đang có khá là nhiều những nhân vật các bạn ơi. Và trong đây mình để ý là có một cái skin nhân vật mà gọi là của anh Siro nữa bạn đó. Lần này thì sẽ có một nhân vật đặc biệt, đó chính là nhân vật này. Thấy ok, nhưng mà lần này nó không có che lại nữa mà nó cho mình biết luôn là nhân vật cô bé màu xanh dương này, cô bé này tên là gì ta, mấy bạn biết bình luận nha, mình lại tiếp tục không nhớ tên rồi. Ừ thì đi chở như vậy. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp đầu tiên thôi. Không biết cái chúng nhân vật đặc biệt không đây. Nhân vật này không phải là nhân vật đặc biệt nhưng rất là đẹp mấy bạn ạ. À, mấy bạn biết ai không đây? Thôi chắc không biết đâu, để mình cho mấy bạn coi hình nha. Đây, nhân vật đầu tiên của chúng ta đó chính là Tôn Ngộ Không mấy bạn ơi. Lần trước chúng ta đã mở được Chu Bát Giới rồi, lần này chúng ta mở được Tôn Ngộ Không nha. Đấy, ok, đây anh Tôn Ngộ Không của chúng ta. Ok, mở ra. Ôi trời, rơi đồ. Rồi, đây chính là cái đầu của anh Tôn Ngộ Không nữa bạn đó. Thì theo như mà mình xem trong phim á bạn, thì gọi là người ta bảo rằng là anh Tôn Ngộ Không của chúng ta có đến tận 72 phép thần thông. Có nghĩa là anh ta có đến tận 72 cái đầu luôn. Không biết có thật hay không đây, bây giờ mình sẽ thử nha. Đây là cái đầu của anh ta đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy cái đầu này nha, mình sẽ chọi nó. Sau đó mình sẽ lấy đằng sau lưng của mình ra thêm cái đầu nữa. 72 cái đầu. Trời ghê chưa. Thôi mà đùa, cái này chỉ là ảo thuật thế này là không có gì đâu. Đấy, nói chung là cái trò dễ chọc rọc mấy bạn chơi thôi chứ không có gì hết á. Ok, đây là cái thân nè, bây giờ mình sẽ lắp cái thân vô nha. Đấy, còn đây là cái tay, mình sẽ lắp cái tay vô. Cái tay nắm lấy cái chân đó. Ok, mà khó lắp vậy ta. Rồi ok, thế là chúng ta đã xong được anh Tôn Ngộ Không hoàn hảo, có đầy đủ tay chân đó, thấy không? Còn nếu như mà anh ta không có đầy đủ tay chân á thì anh ta sẽ tự biến ra tay chân của mình đó, đơn giản. Thôi mình giỡn, cái này là đồ chơi chứ không phải là thật đâu bạn ơi. Ok, đẹp chưa? Ok, ký đầu anh Tôn Ngộ Không cái nè. Có khi nào mình ký đầu ổng cái xong cái sập nhà luôn ta. Ok, mình sẽ để anh Tôn Ngộ Không đứng ở đây nha các bạn nha. Ok rồi, chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo nào. Hộp tiếp theo chúng ta sẽ là ai đây? Tần. Wow, một anh chàng tóc màu đỏ mấy bạn ơi. Thì đây sẽ là nhân vật gì đây ta? Nhân vật này là nhân vật gì nhờ, mình không biết tên các bạn ơi. Nhưng mà hình như cũng là samurai luôn hay sao các bạn. Hình như cũng là samurai, võ sĩ đạo luôn các bạn ạ. Ấy thì các bạn biết tên nhân vật này là gì, nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lắp thôi. Thế là đã xong rồi mấy bạn ơi. Một anh chàng gọi là với mái tóc đỏ và lông mày cũng đỏ luôn.
hình như là đang mặc một cái bộ đồ gọi là của học sinh học võ hay sao bạn. Ngày xưa mình cũng có đi học võ nha, ngày xưa Phong có học võ đó, thì Phong cũng có hay mặc cái bộ đồ này nè. Ấy thì anh này là đai đen luôn nha các bạn nha, có vẻ hơi bị căng đó, nhưng mà làm sao quýnh lại được Tôn Ngộ Không của chúng ta, đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Ok rồi, rồi ok sẽ để đây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở tiếp hộp tiếp theo. Nhân vật gì đây ta, sao nhìn lạ quá, mình thấy một đống bùi nhùi luôn mà vẫn chưa nhận ra bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ xem cái thẻ bên trong là nhân vật gì nha. Đây chính là nhân vật của anh Siro bạn ơi. Chúng ta đã có được anh Siro rồi các bạn ạ. Đấy, nhân vật này là nhân vật mà anh Siro đang sử dụng để quay clip cho bạn xem á. Ok, bây giờ mình sẽ lấy anh ta ra nha. Ok, lấy ra nè. Đó, thì đây chính là tộc trưởng sói các bạn ạ. Tộc trưởng sói của chúng ta. Đấy, ok, rất là đẹp trai luôn. Anh Siro là một trong những thành viên rất là đẹp trai của Hero Team. Nhưng mà làm sao mà đẹp trai bằng Phong được. Đùa ok, lắp vào đây. Ok, thì cái thân, ui, mình để ý từ nãy giờ các bạn, là gọi là season 3, hình như là mấy con nhân vật nó được lắp thẳng, lắp sẵn cái thân hay sao các bạn. Mình thấy nhân vật nào cũng có cái thân sẵn luôn nè, mình không cần phải tự lắp nữa. Ok, mình chỉ cần lắp cái bàn tay vô thôi là được. Ok, lắp vô. À, rồi. Thôi mình để cho ảnh cục tay luôn đi nha mọi người. Để cho ảnh cục một bên tay đi. Thôi mình giỡn đấy, ok. Lắp vô nè. Rồi ok, bây giờ tới lượt cái bàn. Gắn cái bàn vô. Đấy, rồi ok. Thế là xong. Anh Siro của chúng ta, tộc trưởng sói. Rất là xịn xò, con bò cười luôn anh. Có hai cái lỗ tai nè, thấy không? Có hai cái lỗ tai nè, đó. Khuôn mặt thì có một cái vết sẹo bạn ơi, nhìn khá là giang hồ. Thích giang hồ không? Thích giang hồ không? Có tin là kêu tay kêu Tôn Ngộ Không gọi là đánh chết không? Ôi trời. Ok. Mình sẽ lấy hộp tiếp theo nha. Chúng ta đã có được anh Siro rồi đó. Ok, chúng ta sẽ coi hộp tiếp theo chúng ta là gì đây. Nhân vật tiếp theo chúng ta là một bạn nữ. Một bạn nữ khá là xinh. Ôi, xinh, nói xinh là chắc chắn xinh nữa bạn biết sao? Tại vì nhân vật này chính là nhân vật Thiên Thần. Nhưng mà sao cái bà Thiên Thần này mình thấy bà hơi mập mấy bạn ơi. Nhìn bà mập, ơi là mập luôn á trời. Trời ơi là trời. Mặt thì xinh thiệt á, cái khuôn mặt thì nhìn xinh thiệt á. Nhưng mà sao mà bà mập dữ người ta. Bạn coi nè, cái khuôn mặt thì rất là đẹp nha. Nhưng mà cái cơ thể khá là mập, mập ú u. Ok, rồi. Thôi kệ, người ta cũng chỉ là mô hình thôi mà, đúng không? Cho nên làm sao mà ta đẹp hoàn hảo được. Ta 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 ta. Và chúng ta đã lắp xong được chị Thiên Thần của chúng ta. Đấy, Thiên Thần của chúng ta. Một cái mái tóc màu vàng. Và gọi là một cái nơ thắt sau lưng. Chúng ta có thể nói đây có thể là Thiên Thần, hoặc chúng ta có thể nói đây chính là Mr. Vịt phiên bản nữ các bạn ạ. Đấy, Mr. Vịt phiên bản nữ. Ok, không sao cả. Nói như thế nào cũng được hết, thấy không? Đấy, ủa khoan từ. Làm sao mà để đứng trước anh Tôn Ngộ Không được? Đứng trước anh Tôn Ngộ Không là anh Tôn Ngộ Không cọc cho anh cho một gậy như ý là mở đầu á, Thiên Thần cũng chết luôn á. Ok. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo nha. Rồi, để coi hộp tiếp theo là gì đây. Mình mở ra thì mình thấy có cái đầu màu cam với cái áo màu tím là mình biết ngay là Pháp Sư Bí Ngô. Chắc luôn. Mấy bạn hãy xem này, phải đúng không? Đúng y luôn bạn ơi. Pháp Sư Bí Ngô nha. Đấy. Ok. Rồi, lắp thôi. Thì Pháp Sư Bí Ngô này thì sẽ là, mình nghĩ là sẽ là bức tượng khá là đẹp nè bạn ơi. Tại vì Pháp Sư Bí Ngô ở trong game là đã đẹp rồi. Ở ngoài thì mô hình thì chắc chắn là sẽ đẹp, sẽ khá là đẹp luôn. Ok. Đây là cái thân màu tím liệm tìm sim. Ok. Lắp vô. Rồi, lắp mấy cái tay vô. Ta-dan. Và thế là xong, chúng ta đã lắp được xong Pháp Sư Bí Ngô các bạn ơi. Đó, thấy chưa, mình nói mà Pháp Sư Bí Ngô có thể là một bức tượng là đẹp nhất trong cái hộp Season 3 này luôn các bạn. Bởi vì nhìn Pháp Sư trong game là đã đẹp rồi, ở ngoài đời thật còn đẹp hơn nữa bạn ơi. Pháp Sư Bí Ngô, tại sao có tên là Pháp Sư Bí Ngô là bởi vì anh ta có đội một cái đầu Bí Ngô trên đầu nữa bạn. Đó, một cái đầu Bí Ngô nè, khá là đẹp luôn. Ok rồi. Chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo nha. Để mình mở ra xem hộp tiếp theo là gì đây. Mình thấy chưa gì mình thấy rồi là khá là ngầu rồi đó bạn ơi. Đây. À, nhân vật tiếp theo chúng ta cũng không ngầu lắm nha. Nhìn cái mặt nhìn hơi bựa các bạn ạ. Đấy, nhìn cái khuôn mặt nhìn hơi bựa. Thì anh này chính là một tay bắn súng thiện xạ đấy. Nói chung là anh ta là một người lính các bạn ạ. Một người lính đó, thấy không? Có râu nữa nè. Nhìn khá là già nhưng mà nhìn khá là bựa. Ok, rồi bây giờ để mình lắp thử nha. Ui, anh này để râu hơi nhiều nha anh. Về cạo râu nha anh. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem nè.
Đây các bạn xem nè. Đó, ảnh có râu nha mọi người. Trời ơi trời. Về cạo râu đi nha anh. Râu hơi dài đó. Ta-da-n. Ok, và chúng ta đã lắp được xong anh ta luôn nè mọi người ơi. Nhưng mà từ nãy giờ sao mình vẫn chưa thấy nhân vật đặc biệt ha. Tính ra từ nãy giờ mình thấy hơi xui xui đó. Không thấy nhân vật đặc biệt, thấy hơi xui xui nữa các bạn ơi. Còn hai hộp cuối cùng, hy vọng là hai hộp này sẽ có nhân vật đặc biệt nha. Không phải nhân vật đặc biệt các bạn ơi. Ok, còn hộp cuối cùng nè, hy vọng là nhân vật đặc biệt. Hai hộp trước là mình đã trúng được nhân vật đặc biệt rồi, hy vọng hộp này cũng sẽ trúng nha. Thôi lên. Mr. Gà. Trời ơi, vậy là lần này mình không trúng được nhân vật đặc biệt rồi mấy bạn ơi. Chỉ trúng được anh Mr. Gà tôi. Hai hộp cuối cùng thì mình trúng được hai nhân vật này mấy bạn ơi, chứ không được gọi là nhân vật đặc biệt. Buồn quá. Thôi mà thôi không sao. Nói chung là nhân vật Mr. Gà này nhìn cũng đẹp nè. Thôi không sao cả, mình sẽ thử lắp anh Mr. Gà nha mọi người. Ta-da. Ok bạn ơi, và thế là mình đã lắp xong hai nhân vật cuối cùng rồi nè. Thì nhân vật này thì nói chung là một nhân vật cũng không có gì đặc biệt lắm. Nói chung là chỉ là nhân vật anh gọi là thổ dân bình thường thôi mọi người ạ. Cho nên là không có gì để nhận xét cả. Nhưng mà chúng ta có nhân vật gọi là Mr. Gà khá là đẹp mọi người ạ. Mà còn có một cái điểm này khá là đặc biệt nè, chính là gì bạn biết không? Là anh ta không có tay mà anh ta có một cái đôi cánh mấy bạn ơi. Đó, Mr. Gà có một đôi cánh nha. Đấy, nhìn rất là dễ thương luôn. Mình đã mở được 8 con nhân vật khá là đẹp mọi người ạ. Và trong đây á, thì nó không có nhân vật đặc biệt, nhưng mà mình đã trúng được anh Mr. Gà rồi mấy bạn ạ. Anh Mr. Gà khá là dễ thương luôn mình thật. Nhìn dễ thương vãi nồi, có cái đôi cánh nè, nhìn cute vãi. Ok, thì mấy bạn thấy trong tất cả nhân vật ở đây thì bạn thấy nhân vật nào là đẹp nhất thì đừng quên bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và cho mình nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nói chung là mình đã mở hết 3 hộp và chắc là video này sẽ là video cuối cùng của cái series này rồi đó. Ok, tạm biệt mọi người nha.